Hôm nay ngày Chủ nhật, bữa nay là 25 Tết rồi mẹ hả? Chưa ai đi hết mẹ. Xuống tảo mộ bà ngoại. Lâu lắm rồi mà mới xuống tảo mộ bà ngoại đây. Lúc để đây được không con? Rau dền với ớt mà tùm lum hết luôn. Bên đây là mộ của ông Chính. Ông Chính là chồng của bà Chính. Bà Chính là em của bà ngoại mình. Bà ngoại thứ 8. Mình nói cho nó rõ ràng nha. Bà ngoại thứ 8. Còn đây là ông Chính, là em rể của bà ngoại, cho nên hai bên nằm sát nhau. Ở đây ta trồng rau dền với là ớt luôn các bạn. Ngoại ơi, bữa nay có cháu dâu lên nữa nè ngoại. Được rồi. Em phải dính này hoài à. Thế mà nãy vào đây giờ mình bài ra cái này nhổ đi. Chính xác chưa? Thấy cháu rể chị chính xác chưa? Nó nhớ năm nào là nó cũng nhớ khúc này. Chưa. Con cháu gái kia mẹ nó không nhớ, đi vô lộn với đi khó đi lắm. Mình ngay đứng trước nè, mình vô đây nó gần. Sao chị ba thấy có sợ không? Nay thấy sợ gì không? Thấy không? Ngoại này có anh ba anh về thôi ngoại nha ngoại. Vô. Trời ơi. Đúng rồi. Nếu mà ấy vậy nên mình đem cái khăn mình lau. Đó, khăn ướt ở trong cái đó đó, cái cục khăn ướt. Lát mình tiếp cái nhà cô đó. Đó coi vòng. Ủa con nãy em hỏi mấy cậu lên chưa em? Chưa. Không, giờ nhìn thấy rồi này con. Chưa ai hết đúng không? Đừng bẻ lại. Mình lên đầu tiên hết. Gia đình con lên trước tiên ngoại nha. Ở đây ngoại vui nghe. Ngoại nè. Trời ơi. Dạ. Dạ. Ngoại phù hộ cho anh ba làm có tiền, anh chị năm sau dẫn thằng Phong Phú về thăm ngoại. Đúng rồi. Mọi chị bảo
không, Tết không có khóc nữa. Tết tả mộ vui, mình nhẹ nhàng trong lòng thôi. Ôi năm nay vừa mày vui rồi nè, có con về, rồi có cháu dâu về nữa nha. Ngoại cười á. Cần cứng. Ủa, ở cái đó làm ăn phát tài thôi mày. Có rồi, con lao nãy nhiều lúc nhiều khăn lắm. Lao bóng tấn rồi. Thôi con không làm. Xin ngoại phù hộ cho các bạn phát tài không phải sức khỏe. Bông này tươi nè. Ủa mình mới đây cắm vô lẹ vậy đó hả? Đẹp ha mới bông. Để Trang nó làm hôm mẹ, mẹ đứng với bên đây để Trang nó làm. Xíu nữa chắc xuống à ngoại ơi. Anh không gọi thử cậu năm cậu 10 cái đi chưa? Cậu năm cậu 9 cậu 10 vậy đó. Dạ. Yeah. Để con gọi mấy cậu coi mấy cậu tới á. Qua hổm thì mấy cậu nói là sáng sớm mấy cậu đi. Bên này là ông ngoại hả? Anh bên này là ông ngoại. Dạ không, bên đó là ông Chính. Ông Chính là chồng của bà Chính. Ông Chính là em rể của bà ngoại. Bà Chính á, bà Chính còn sống á, là chồng của bà Chính. Đây nè, đây là chưa cái chỗ đó đó. Bà Chính còn chưa cái chỗ này đó là bà Tư Nguyệt. Nói sai. Cái chỗ này là của mấy vợ con Sáu. Chứ không phải chỗ của gì Tư đâu. Ở đây còn sống mua rồi á hả? À. Cái này cái họ trồng bầu đồ lên luôn hả? Dạ có. Làm vàng cho mát đó con. Người ta làm cái vàng á. Chồng luôn à. Gọi được. Giống như bên Mỹ mà, bên Mỹ thì Tết nhất là phong tục Á Đông, người Việt Nam mình hay đi tảo mộ. Không những mà Tết đó, thường mình cũng thấy là mùng 5 tháng 5 hay là những lúc mà con cháu tụ tập về thăm gia đình trong những ngày lễ như là Thanksgiving, lễ Noel thì nếu mà không có thiêu thì chôn thì cũng ra mồ để tập trung lại với nhau. Rồi nhớ lại, ôm lại những kỷ niệm